Nhà chức trách Italia cho biết trong ngày hôm qua đã xảy ra hai vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này, làm ít nhất 11 người di cư thiệt mạng, trong khi 66 người khác vẫn mất tích. Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Italia vẫn đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ tại địa trung hải. Nhiều giờ sau khi xảy ra những vụ chìm tàu trên, cơ quan công tố Italia cũng đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc. Đây là những vụ tai nạn mới nhất trong chuỗi vụ tai nạn gây chết người liên quan đến người di cư và người tị nạn tìm cách vượt địa trung hải tới châu Âu những người di cư đi lại bằng tàu biển qua địa Trung Hải thường gặp nhiều nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao do điều kiện thời tiết xấu và chất lượng tàu thuyền kém. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc, kể từ đầu năm đến nay đã có gần 1.000 người thiệt mạng hoặc mất tích khi vượt địa Trung Hải, thấp hơn so với con số 3.155 người của năm 2023.